cũng có vợ 20 năm chưa về. Ồ, 20 năm mà đi không về thăm bà hả bà? Đó, không có ai về thăm. Có gọi điện rồi gì không bà? Không. Hai người con trai đó là 20 năm không về với bà luôn. Hai người con trai, hai anh đó chắc lớn lắm rồi bà ha. Chắc 40 tuổi đúng không? À, 40 mấy. Là cưới vợ xong là đi luôn hả bà? Bởi vì mình nghèo chút, thành ra nó bỏ mình. Dạ. Chứ mình không có đất đai gì hết trơn. Cũng nói thiệt với chú cũng ráng đi bán. Chứ ở dưới quê làm sao thì sống nổi. Dưới quê cũng có tiền á. Tôi nhịn đói 2 ngày, tôi hả đi xin cháu, tôi 5 ngàn tôi lên đây với chú. Nhìn đói bà hả? Không có tiền. Tôi nhìn đói 2 ngày á. Vậy... không có tiền ăn á. Dạ. Đấy, tôi nhìn đói 2 ngày. Tôi ra nhỏ cháu dâu á, tôi xin 100 ngàn. 100 ngàn. Dạ. Đi lên đây. Lâu chưa bà? Năm ngoái rồi chú. Bà kể mà bà khóc á. Hả? Dạ. Rồi còn cái người con dâu thì không có hỗ trợ được gì cho bà hả bà? Bởi vì con ấy có tật vậy. À, con có tật. Con chào bà. Dạ. Bà bán bánh cam hả bà? Dạ. Dạ. Bà ngồi chơi đấy, con hỏi thăm cái rồi. Cái này bà bưng đi hay là sao, là chờ vậy? Bưng đi dạ. Bưng đi hả bà? Dạ. Sáng nha, giờ bà bán được nhiều chưa? Dạ, bán mới có 100 bánh hồi sáng. Dạ. Dạ. 5 bánh à. Dạ. Ngay đấy bà bán 100 bánh hả bà? 100 bánh rồi buổi chiều 50. Buổi sáng là 100 bánh, buổi chiều 50. Là bà bán ở đâu? Bán ở chợ Sông Củi vậy ra tới cầu chữ Y á. Chợ Sông Củi. Ra cầu chữ Y, chợ Sông Củi là sao mà ra cầu chữ Y được nhỉ? Đi đường Hưng Phú à bà hả? Theo đường hẻm này nè. Dạ. Là cứ sáng là mấy giờ bà đi bán? 5 giờ. 5 giờ đi bán sớm vậy? Dạ. Bán xong về 11 giờ. 11 giờ về. Rưỡi. Dạ, rồi chiều là mấy giờ bà đi lại? 1 giờ mà hôm qua con này nói á. Dạ, là bà đi đường này hả bà? Bà đi đường này được. Nhà mướn ở gần đây nè. À, bà mướn nhà bên kia hả? Dạ. Bà mướn nhà bên kia bao nhiêu tháng? 1,5 triệu. Dạ? 1,5 triệu. 1,5 triệu một tháng. Bà mướn đường nào bên á? Đây nè. Cũng bông sao này luôn hả bà? Ừ, đường bông sao mà vô đường hẻm 123. 123 bông sao. À. Dạ, vô đó là có nhà bà ha. Dạ. Bà ở với ai bên đó bà? Có cái chú mà trồng răng với nhổ răng á. À, có con cái gì không á? Tôi hả? Không có dạ. Ai hết. Hả? Có không... con mà nó đi quê vợ nó rồi nó đi mà ăn hai thằng. Bà có hai người con trai? Ba thằng. Ba người con trai, chết người còn hai. Hai người giờ đi theo lấy vợ và về quê vợ hả bà? Còn bà con dâu thì chồng chết thì có đứa con nay 23 tuổi rồi. Nó đi không được, nói không được, ngồi chỗ. Là ở đâu bà? Ở dưới Bến Tre. Bến Tre hả? Bây giờ bà ở đây với ai, ở mình hay là ở... có mình mướn nhà trọ có mình. Trọ có mình. Với bánh này là sao bà đi lấy hả? Đi lấy về. Là ngày đi lấy hay là sao bà, chiều bà đi lấy à? Nhà sát bên. À, nhà sát bên lấy đi bán. Thôi à, ngày bán. Lời bán 150 bánh lời được 150 ngàn không bà? Được. Dạ. Cũng được, cũng tam tam ha. À, bà đi là đi bộ vậy thôi hả bà? Đi bộ bị rửa tay ở đây hẹn nè cô này. Dạ. Chứ dạ dạ dạ. À vậy hả, cô biết luôn trường hợp này hả? Dạ. Cô biết cái trường hợp của bà này hả? Cô biết về trường hợp của bà này hả? Dạ. À, có một cái cô đi bán nhang rồi cô. Cô bán nhang nói trường hợp của bà. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? 77 tuổi. Bà năm nay 77 tuổi. Dạ. Là bà đi bán cái bánh cam này lâu chưa? Đi lâu rồi, cái này đi về đi cho ôm á. Dạ. Cái nghỉ 3 năm về thị định á. Dạ. 3 năm rồi mới lên năm ngoái. Dạ, mà ý là con nói là bà làm cái nghề này là bao lâu rồi, bán từ được lâu, mấy chục năm rồi bà? Bán
được có 4 năm cái rồi bệnh á. Dạ. Rồi đi về quê. Về quê. Xong lên bán lại. Dạ. Lịch lên bán lại. Là trước đó là bà còn bán cái bánh cam này thôi. Dạ. Là cứ mấy chục năm trước còn bán hả bà hả? Nay cách 8 9 năm ạ. Có con mà con đi 20 có vợ 20 năm chưa về. Ồ, 20 năm mà đi không về thăm bà hả bà? Đó không có ai về thăm. Có gọi điện rồi gì không bà? Hai người con trai đó là 20 năm không về với bà luôn. Hai người con trai hai anh đó chắc lớn lắm rồi bà ha. Chắc 40 tuổi đúng không? À 4 mấy. Ừ. Là cưới vợ xong là đi luôn hả bà? À, bởi vì mình nghèo chút thành ra nó bỏ mình. Dạ. Chứ mình không có đất đai gì hết. Mà hồi đó là bà với mấy anh đó ở đâu bà? Ở cũng ở Bến Tre rồi mà nó mới có 17 tuổi thì nó lên đây nó làm đi dắt cho bân rồi á. Dạ. Rồi nó gặp vợ rồi nó đi vô đâu Cần Thơ. Cần Thơ một người, còn đâu người nữa bà? Còn người ở dưới quê nghèo đó. Quê là Bến Tre luôn. Dạ. Là không có lên đây. Xong rồi bà cứ phiêu bạc lên Sài Gòn để đi bán, để đi mưu sinh. Dạ. Dạ. Vậy là dưới quê mình có nhà không bà? Nhà tình thương họ cho. Nhà tình thương họ cho một cái nhà tình thương. Rồi muốn sập rồi cái năm ngoái tôi lên đặng trở về mà 5-6 triệu gì đó. Dạ. Nhà Tết ở. À giờ Tết bà về dưới nhà. Dạ. Bà về thì mấy anh đó còn dưới nhà mà đúng không? Không. Không còn ai. Còn có con dâu mà ở kế bên. Ở gần đó ha. Dạ. Vậy là dạ thằng cháu đó đúng không bà? Dạ, dạ. Cháu nội. Dạ. À vậy bà ơi, ví dụ mỗi lần mà Tết như vậy là bà về dưới cái nhà mà của bà dưới quê á. Dạ. À là ăn Tết mình dưới đó. Ăn Tết mình. Dạ. Vậy là bà có ba người con trai, một người là mất rồi. Dạ. Nhưng mà còn hai người, một người là về Cần Thơ lấy vợ về Cần Thơ và một người lấy vợ về đâu bà? Cũng ngoài đó. Ngoài. Cũng cách mấy chục ngàn. Ở ngoài đó là ngoài Cần Thơ á bà hả? Ở ngoài. Bến Tre luôn mà. Dạ. cách ba. Cách bà xa à? Rồi con hiểu rồi. Ừ. Rồi bà đi bà có thấy đường không bà? Dạ, cũng hơi mờ mờ. Hơi mờ mờ. Bây giờ là bà bưng đi bán đâu? Bưng đi bán đây rồi qua cầu Tạm Bửu. Bà bụng Tạm Bửu rồi đi sao nữa? Đi đường nào không Bửu à? Bình Hưng, Bình Chánh. Bình Hưng, đi Bình Hưng về cầu Chánh Hưng á bà hả? Dạ. Qua cầu Tạm Bửu. Dạ. Là ngày nào cũng đi vậy bà ha? Dạ. Đấy thì mình cũng được mọi người nói là có một cái bà cụ lớn tuổi lắm, ngày nào cũng phải đội cái mâm bánh cam đi bán. Bà rất là khổ. Là bà, nói về bà. Dạ. Thì hôm nay là con có dịp thì dạ con qua con ghé thăm bà, con hỏi thăm tình hình. Dạ. Thì bà đi về chiều là mấy giờ bà mới về bà? Bán hết khi nào về cái đó ha. Dạ. À, ngày bán kiếm được trăm mấy là để mà trả tiền trọ đó. À, ngày trăm mấy là chục, ngày triệu mấy là vừa đủ trả tiền trọ đó. Còn tiền ăn nữa đó. Tiền ăn thì bà con cho này cho kia ăn. Dạ bà con. Rồi đi bán người ta cho cá hay gì á. Dạ. Rồi thuốc men bà có bệnh tật gì không? Có bệnh với lưng rồi. Cái lưng, cái xương sống. Cái xương sống. Dạ. Tê hai cái giò. Cái giò bị tê chân vậy đó bà ha. Dạ. Tê dữ lắm. Dạ. Mà à. Cũng nói thiệt chú cũng ráng đi bán. Chứ ở dưới quê đằng sau thì sống nổi. Dưới quê cũng có tiền á. Tôi nhịn đói 2 ngày tôi hả đi xin cháo tôi 5 ngàn tôi lên đây đó chú. Nhìn đói bà hả? Không có tiền. Tôi nhịn đói 2 ngày. Vậy. Không có tiền ăn á. Dạ. Cái tôi nhịn đói 2 ngày. Đi ra nhỏ cháu dâu á, xin 100 ngàn. 100 ngàn? Dạ, đi lên đây. Lâu chưa bà? Năm ngoái rồi chú. Bà kể mà bà khóc á. Hả? Dạ. Rồi còn cái người con dâu thì không có hỗ trợ được gì cho bà hả bà? Tại vì con ấy có tật vậy. À, con có tật. Bà ơi, cho con hỏi bà tên gì bà? Nguyễn Thị Chính. Nguyễn Thị Chính. 77 tuổi. Năm 92. Tôi 93. 92 là 77 tuổi. Dạ.
Vậy là khi nào con vô nhà là con gặp được bà trong nhà? Chiều mới về gặp hả bà? À, chiều cũng được mà ha. Bây giờ chú muốn về gặp không? Con à... Bây giờ chú muốn về gặp tôi cho chú chở tôi về. Dạ. Rồi con ghé bà con thăm bà ha. Dạ dạ. Yêu bà. 10.000 ba con. 10.000 ba cái. À bán ra 10.000 ba cái. Dạ. Đây nè bà đấy các bạn. Dạ, à, bà lên xe. Con coi con coi cái phòng trọ của bà như thế nào. Dạ. Để đưa tiền lẻ là để thối. Lấy chìa khóa. Lấy chìa khóa để mở phòng. Dạ. Cô đi bán nhang hả? Dạ thôi để con quay bà này cái đã. Dạ. Dạ. Thầy cho gì cho miễn có cho được rồi. Không cần đồ gì miễn. Rồi con chờ bà về nha. Hôm nay bà sẽ dẫn mình đi vào thăm nhà bà, thăm cái chỗ ở bà ở trọ để coi cái điều kiện vật chất của bà như thế nào. Tới chưa bà? Đây đây ha. Dạ. Rồi. Được mong sao. Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Bà ở có mình thôi hả bà? Dạ. Gần tới chưa bà? Đây hả bà? Dạ, con đầu xe bên này nha. Dạ, thích lại tí nữa ha. Bà chị nha, tới đâu bà? Đây đây ha. Dạ, nhà nào bà? Ở đây dạ. Đây bà vào nhà này các bạn. À, trên lầu nữa hả bà? Lầu là ai ở trên đó bà? À. Rồi con vô nhà nha. Dạ. Cái này là nhà vệ sinh hay là gì á bà? Vệ sinh. Dạ. Chứ không có nhà tắm. Bà thuê đây là bao nhiêu phòng? Bao nhiêu? 1.500.000. Trên gác là có bà đi lên được không? À, không có bà, dám đi. Ừ, bà vậy sao đi được? Dạ. Rồi, tối bà ngủ vậy thôi hả bà? Dạ. Tối có thằng cháu cho miếng niệm. Ồ, cái phòng bà chút xíu à? Có mấy mét vuông à? Chắc là 3-4 mét vuông à? Đó, gì có nhiều đây á. Nhà cũng có gì giá trị hết. Không có gì bà con phải cho ché, cha con với chú cũng được nè. Dạ, bà ở đây lâu chưa bà? Dạ, ở đây thì lâu rồi mà năm ngoái rồi Tết, về ăn Tết rồi mới lên đây. Dạ, dạ. Có khi nào ví dụ bà thiếu tiền không? Ờ, cũng thiếu. Mà họ cho thiếu đúng không? Dạ. Dạ, vậy cũng mừng. Vậy thôi con chờ bà đi bán. Dạ. À, con thăm cái phòng cái bà biết để lỡ mà con biết chỗ mai mốt có gì con ghé con thăm bà thôi à. Dạ dạ. Dạ. Bà bán bánh cho người ta này. 3 cái 10.000 hả bà? Dạ. Để có khách mua giúp bà. Chị hay ăn bánh bà không chị? Ừ. Mua ủng hộ cho bà đi, tội lắm. Xin Nam Mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát độ trì cho chúng sanh sức khỏe vững bền, có tài có lộc vững bền cho nam nữ. Dạ bà ơi, hôm nay con qua con ghé thăm bà vậy đó. Con tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của bà vậy đó. Thì có cái chú gia đình của cái chú Điệp ở bên nước ngoài á. Dạ, có gửi về ít tiền. Thì có tặng cho con 100 đô đó, nói để con đi làm á. Thì con trích cái số tiền này ra con gửi cho bà. Là 100 đô là được 2.315.000. Dạ đây thì hôm nay con gửi cho bà. Lấy đi. Dạ dạ đây là bà. Dạ. Bà có cái trăm đô con cho bà cái. Nè, nè. Rồi bà cất kỹ vô nha. 2.315.000. Bà. Bà kim vô. Thôi về luôn đi. Nghỉ bà ơi. Để bà đi bán. Có ai mà. Rồi bánh bánh sao? Rút lại, lấy cái cây rút lại. Đã, đây bán rồi, cái gì cứ dạ, 2.315.000. Rồi. Trời ơi, bà nói hoài. Rồi bà nhớ cảm ơn người ta giùm con nha. Dạ. Cảm ơn ở nước ngoài. Nước ngoài. Dạ. Rồi sao là cảm ơn cậu. Dạ, cũng có gì đâu, cái này của họ gửi, mấy anh chị nước ngoài gửi, thì con đem cho bà. Thăm nước ngoài được nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Ờ về con chúc bà nhiều sức khỏe, bán cho nó mau hết hàng để về. Dạ. À.
Có gì thì có dịp thì con ghé con thăm bà ha. Dạ thì bà cứ đi là bà bưng bà đi vậy hả bà ha. Dạ thì bà thôi bà đi bán cho nó hết hàng để về sớm. Dạ. Gửi cho chú chơi bánh. Dạ thôi con ít con cũng thảo đồ ngọt. Dạ. Có gì bà thông cảm cho con chứ con không phải chê gì đâu. Dạ. Chú thì... cũng ráng giúp đỡ giùm tôi. Dạ dạ rồi con sẽ cố gắng giúp bà. Dạ. Thì vậy thôi bà bán ha. Dạ rồi con chào bà nha. Dạ. Bà đi bán rồi đó bà. Bây giờ là bà cứ bà cứ đi vậy đó các bạn, bưng cái mâm bánh và đi vậy đó. Rất là tội. Dạ, mua ủng hộ cho bà hả cô? Dạ, mua giúp cho bà đi. Ba cái 10 ngàn đi cô. Cứ bưng đi bạn. Con chào bà nha. Dạ. Rồi rồi con chào bà. Dạ rồi con chào bà. Thôi bà đi bán nha. Dạ. Thế này các bạn, bà cứ đi vậy đó. Đi khi nào mệt thì bà vẫn ngồi xuống bà nghỉ. Cứ bưng cái mâm và đi bộ vậy rất là tồi. Hoàn cảnh của bà như hồi nãy bà kể thì mình thấy rất là khó khăn. Thôi ai có điều kiện thì đi ngang thì thấy bà thì mua giúp cho bà cái bánh cam cho bà khỏe. Thôi mình đi luôn á, mọi người ghé mua và ngồi và nghỉ vậy đó.